À, vâng, thì thực sự là đối với sản phẩm NutriKeep Plus thì tôi thấy là trên trên ngay cả nhìn trên bao bì thôi thì không phải là chỉ có tiếng Việt mà lại còn có cả tiếng tiếng Nhật nữa. Có nghĩa là cái sản phẩm của chúng ta thì cũng còn cả xuất khẩu nữa. Cho nên đối với việc mà độ an toàn về hàm lượng, về chất lượng thì tôi rất là tin tưởng. Và thực tế cái sản phẩm này để dùng và hỗ trợ cho em bé thì tôi thấy rất là khá là tốt, bởi vì trong đó có kẽm này, có canxi, có inulin, có yến xào, có men bia, rồi có cả D3, có cả K2, thì thực sự nó rất là tốt cho cái việc cái đối với cái tình trạng thiếu một số vi chất có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng ở Việt Nam hiện nay. Và chính vì vậy cũng không nhất thiết là chúng ta có phải là xét nghiệm hay là chúng ta phải có những cái hướng dẫn của chuyên môn nhiều lắm, mà các mẹ có thể là bổ sung cho con mình một cách đơn giản, như là chúng ta chỉ là lấp đầy vào những chỗ còn thiếu của chế độ ăn hàng ngày. Và đối với liều dùng thì đối với trẻ mà từ 6 tháng đến 12 tháng thì chúng ta có thể dùng cho trẻ một ống một ngày, và ống này là ống 10 ml, thì mẹ có thể dùng một lần. Rất là đơn giản, cái ống mình có thể là vặn ra xong rồi là cho bé mút, hoặc là chúng ta có thể là bóp ra thìa rồi đổ vào miệng cho bé, hoặc là thậm chí đối với những bé mà thích thú thì chúng ta có thể là bóp thẳng trực tiếp vào miệng cho bé đều được cả. Thế còn đối với bé từ 1 đến 4 tuổi thì chúng ta nên dùng 2 ống một ngày và chúng ta chia 2 lần. Và đối với trẻ trên 4 tuổi thì chúng ta có thể sử dụng đến 3 ống một ngày, và nếu dùng 3 ống một ngày thì chúng ta nên chia 3 hoặc 2 lần đều được. Ví dụ như là chia làm 2 lần thì chúng ta có thể dùng vào buổi sáng trước khi bé đi học một lần, và buổi tối thì là một ống, thì buổi tối vào cái bữa ăn tối thường là bao giờ cũng bữa ăn thịnh soạn hơn thì chúng ta sử dụng cho bé 2 ống. Còn nếu mà có điều kiện bé ở nhà, chúng ta có thể sáng, trưa, tối và sử dụng vào liên quan đến các bữa ăn, bởi vì trong đó có các men tiêu hóa thì sẽ rất là tốt trong việc hỗ trợ cho bé có thể tiêu hóa thức ăn và hấp thu thức ăn được tốt hơn. Bên cạnh việc sử dụng sản phẩm NutriKid Plus bổ sung cho trẻ thì các bậc phụ huynh cũng đừng quên là cung cấp cho trẻ thường xuyên một cái bữa ăn đa dạng, cân đối và đáp ứng đầy đủ nhu cầu các cái chất dinh dưỡng theo đúng nhu cầu của từng độ tuổi của em bé. Ngoài ra thì cũng nên cho bé được vận động, vui chơi để giúp cho trẻ năng động hơn, giúp cho trẻ tăng trưởng chiều cao tốt hơn. Bên cạnh đó thì cái việc giấc ngủ cho trẻ đầy đủ cũng là rất là quan trọng. Giấc ngủ thì không nên để trẻ thức quá khuya, bởi vì cái việc tiết hormone cho em bé thì sẽ xảy ra vào cái khoảng là bắt đầu từ 10 giờ và một cái đạt được một cái đỉnh cao vào lúc khoảng 12 giờ. Cho nên để chúng ta có thể tận dụng được cái hormone tăng trưởng này giúp cho bé có thể cao lớn hơn, như là các bậc phụ huynh vẫn luôn khao khát. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.